Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Madness nhận token MASS nha các bạn. Thì hiện tại con token này đã có giá thực tế trên CoinMarketCap rồi nha các bạn. Thì với giá hiện tại của nó là 0.33 trên đô trên một token. Thì ở dự án này thì các bạn sẽ nhận được là 6 token tương đương khoảng là 2 đô, khoảng là 2 đô mấy nha các bạn. Thì hiện tại con token này đã list trên sàn MSC, Bybit và Hotbit và sàn Hu nha các bạn. Thì khối lượng volume các bạn thấy cũng là tương đối lớn nha các bạn. Thấy là ổn rồi. Thì hiện tại thì con này nó trên MSC thì mình sẽ cho các bạn xem trên MSC list trên con này là con MAT nha các bạn. Hiện tại thì nó đang có trên cặp giao dịch là USDT. Đây. Thì volume của nó cũng là ổn thôi. Thì theo nhìn theo biểu bro này thì mình có thể là giá nó đang tăng đó các bạn. Giá nó có thể nó còn tăng nữa ấy. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình nhé. Thì trên con bot thì các bạn ấn vào nút start để chat với bot. Thì nó sẽ dự là list thêm sàn gì nữa các bạn. À không phải. Ở đây là đưa ra list trên sàn Hotbit rồi. MSC và Bybit này. Thì sau khi các bạn ấn vào nút start xong thì các bạn ấn vào continue. Sau đó các bạn cộng hai số này lại và điền lại kết quả phép tính dưới đây và gửi cho bot nhé. Sau đó thì nó sẽ hiện ra cái một loạt nhiệm vụ như thế này. Ở phần này là phần nhiệm vụ nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào kênh Telegram group. Các bạn tiến hành join. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter và retweet lại Binderbot. Các bạn ấn vào mask này. Twitter các bạn ấn chữ mask này. Thì trên Twitter thì các bạn tiến hành theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên lúc ngày 3 tháng 9 này thì các bạn tiến hành like và chia sẻ lại giúp mình nhé. Các bạn like này, sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ. Các bạn ấn vào tweet lại, chúng ta chia sẻ một cách trực tiếp. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là create account. Create account là yêu cầu chúng ta là phải đăng ký một tài khoản trên trang web của dự án nhé. Các bạn ấn vào nút create account. Thì sau khi các bạn ấn vào nút Create Account xong thì nó sẽ có giao diện như thế này. Sau đó thì các bạn chọn dấu phần dấu ba gạch phía góc trên giống mình nhé. Sau đó các bạn chọn vào nút Sign Up. Sau đó các bạn điền lại thông tin đăng ký như sau. Ở đây là nó không cho chúng ta đăng ký bằng email các bạn ạ. Đăng ký bằng số điện thoại nhé. Các bạn điền số điện thoại lại giống mình nhé. 87979. Sau đó các bạn tạo một cái password vô đây giúp mình. Các bạn tạo password cho mình nhé. Mật khẩu, password là mật khẩu nha các bạn. Phần dưới đây thì các bạn nhập lại mật khẩu giúp mình. Phần invite coin này thì các bạn có thể để trống nhé. Còn nếu mà các bạn muốn nhập thì mình sẽ để cái phần coin này dưới phần mô tả cho các bạn nhập giúp mình nha. Sau đó thì các bạn ấn vào nút Get Verification Coin. Thì sau khi các bạn ấn vào nút Get xong thì sẽ có một cái code nó gửi về số điện thoại cho các bạn nha.
số Win Mobile sợ nó không về các bạn ạ. Đợi hết giây rồi mình sẽ thử số Việt theo thử sau nha các bạn. Như vậy là số điện thoại không qua. Đợi mời đợi mình dùng số Việt theo thử nhé. Hay là phải ghi cộng 84 nữa ta. Đợi mình tí nhé, thử xem. Như vậy là số code đã về nha các bạn. Các bạn nhớ ghi cộng 84 ở phía trước nhé. Các bạn ghi cộng 84, sau đó các bạn ghi lại số điện thoại của các bạn. Sau đó nó sẽ gửi một cái code gửi về số điện thoại cho các bạn thôi. Các bạn nhập cái code đó vào đây. 548728. Sau đó các bạn tích vào cái click button này, star này. Cái phần này là phần xác thực captcha thôi. Sau đó các bạn ấn nút register giúp mình. Thì như vậy là mình đã đăng ký thành công một tài khoản nha. Như vậy là nó đã, sau khi đăng ký xong thì nó sẽ tự login cho các bạn luôn. Đợi mình tới mình phóng nhỏ lại nha. Nó sẽ tự login cho các bạn luôn nha. Thì sau khi đăng ký xong thì các bạn quay trở lại bot. Trên bot thì phần register phone number create không referral. Sau khi các bạn đăng ký xong một tài khoản trên trang web thì các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút down giúp mình nha. Các bạn ấn vào nút down. Tiếp theo đó thì nó hỏi là chúng ta đã join vào kênh Mát Cà Phê chưa. Thì các bạn join vào nha, giúp mình nha. Các bạn ấn vào cái đường link Mát Cà Phê Telegram này nè. Các bạn tiến hành join thêm vào cái kênh group này nữa nha. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút join. Tiếp theo thì nó hỏi chúng ta là đã follow kênh Twitter của kênh của dự án Mát và Mát Cà Phê chưa. Thì vừa nãy là các bạn đã follow kênh Twitter của Mát rồi, nhưng mà chúng ta chưa follow kênh Twitter của Mát Cà Phê. Thì các bạn ấn vào Mát Cà Phê này nè. Chúng ta tiến hành follow thêm một mạng xã hội Twitter của của mạng xã hội của Mát Cà Phê nữa nha các bạn. Thì trên Twitter của Bắc Mát Cà Phê thì các bạn ấn vào nút theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn vào nó yêu cầu chúng ta là điền lại username. Thì sau khi các bạn follow xong thì các bạn quay trở lại tường nhà nhé. Các bạn chọn avatar, các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là retweet lại Twitter bot kèm với cái hashtag smart và cbrotominin. Thì các bạn copy lại cái hashtag này giúp mình nhé. Các bạn cứ ấn giữ vào cái đây nè. Các bạn cứ ấn giữ vào đây thì các bạn copy được thôi. Các bạn copy lại cái hashtag mát này kèm với cbrotominin giúp mình nhé. Các bạn copy. Sau đó các bạn ấn vào nút thích bot này nè. Chữ thích bot này. Chúng ta chia sẻ là bài viết này nhé. Kèm với cái hashtag bạn vừa copy. Thì ở bài viết này thì các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ. Các bạn chọn trích dẫn tweet hoặc là tweet lại bạn mình luôn á. Các bạn chọn vào đây. Sau đó các bạn thêm cái hashtag đó vào đây. Các bạn thêm cái hashtag các bạn vừa copy á. Mát với lại cbrotominin á.
Rồi sau đó các bạn đăng lại cái bài viết này thôi. Các bạn ấn vào nút từ viết lại. Sau đó các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar. Các bạn chọn một hồ sơ. Các bạn chọn các tweet các bạn đã trả lời. Sau đó các bạn copy lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ kèm với cái hashtag mat và serotonin nhé. Thì để copy được cái link bài viết bạn vừa chia sẻ thì các bạn kéo xuống đây. Các bạn dấu chọn vào dấu mũi tên lên này nè. Sau đó các bạn chọn vào sao chép liên kết đến tweet. Tiếp theo thì các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây và gửi cho bot. Đơn giản thôi các bạn. Thì tiếp theo thì nó hỏi chúng ta là đã đăng ký trên website chưa và send me your register phone number. Thì các bạn đăng ký trên trang web của họ vừa nãy á, bằng số điện thoại nào. Thì bây giờ các bạn điền lại số điện thoại đó nhé. Các bạn ghi cộng 84, sau đó là số điện thoại của các bạn. Sau đó thì nó hỏi chúng ta đã follow Medium và Mát Cà Phê chưa. Kênh mạng xã hội thêm nhiệm vụ tùy chọn nha các bạn. Thì nhiệm vụ tùy chọn này chúng ta làm luôn nhé. Để cộng thêm một token Mát, chúng ta ấn vào Mát này nè. Thì trên Medium thì các bạn tiến hành ấn vào nút follow. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn follow thêm cái kênh mạng Medium của Mát Cà Phê nữa nha các bạn. Các bạn ấn vào Mát Cà Phê. Thì trên kênh mạng xã hội Medium của Mát Cà Phê thì các bạn ấn vào, tiếp tục ấn vào nút follow, chúng ta theo dõi kênh mạng xã hội này. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút done giúp mình. Các bạn ấn vào nút done nhé. Sau đó thì yêu cầu chúng ta điền lại username Medium. Thì các bạn quay trở lại Medium, các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại giúp mình nhé. Khó copy quá các bạn. Tại sao lại không copy được này? Để mình phóng to ra tí mình copy nhé. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại nhé, kèm theo cái a còng luôn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái username Medium của các bạn vào đây và gửi cho bot. Thì sau đó là hoàn thành thôi. Thì sau này token nó sẽ phân phối theo về trang web cho các bạn nhé, theo số điện thoại mà các bạn đã đăng ký trên trang web của họ nhé. Thì đây là cái trang đây là link red của các bạn. Các bạn lấy link red này đi tiến thêm bạn bè để nhận thêm token nhé. Mỗi lượt red fur thì các bạn sẽ nhận được thêm là 0.5 token max. Kiểu này kiểu ngon các bạn. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 6 token max. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.